Con cò anh em, con cò bán nó không chết cho nên bỏ AV nuôi luôn, mà nó lì kinh khủng luôn. Ồ, cò tráng bỏ nó AV khá đẹp nha anh em. Đây anh em, cò cò rất là giận. Một ngày nó ăn 3 lọn thịt mỡ anh em. Nhiều kinh khủng luôn á. Đó, dính nó dính đất là nó chạy tới cái hồ nước đó. Nó mà nó dính đất là nó chạy tới hồ nước, nó bỏ dưới nước nó rửa xong nó mới ăn anh em. Khùng kinh khủng luôn. Đó, em thấy cọ khùng đúng không? Miếng thịt mà rớt dưới đất mà dính đất là nó nơ tới hồ nước nó rửa xong nó mới ăn. Không kinh khủng luôn. Đó. Đó nơi ra hồ nước á, dính đất nơi ra hồ nước á. Đó anh em thấy nơi ra hồ nước á thả không? Đó dính đất là nơi ra hồ nước. Đó nơi ra hồ nước á thả này. Nơi ra hồ nước á thả xuống. Nó rửa xong nó mới ăn anh em. Cò không kinh khủng. Đó dính đất này, đất nơi hồ nước. Một ngày nó ăn hơn 3 lạng thịt mỡ anh em, nhiều kinh khủng luôn. Đó. No, no. No, lắm rồi.